Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1989, trú tại huyện Thường Tín về tội giết người. Đây là nghi phạm đã lái xe tông chết tình địch ngay khi vừa mãn hạn tù. Theo hồ sơ vụ án, trước khi chấp hành hình phạt 18 năm tù về tội hiếp dâm, Thắng có quan hệ tình cảm với chị NTT, sinh năm 1994, trú tại huyện Thường Tín. Đến tháng 5 năm 2023, Nguyễn Đình Thắng mãn hạn tù và trở về địa phương. Do muốn nối lại tình cảm với chị T nên tối 26 tháng 11 năm 2023, bị can lái xe máy nhãn hiệu Honda SH đến quán ốc của chị T ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín để tìm gặp. Tại đây, phát hiện anh NVT, sinh năm 1990, đang ở quán và nói chuyện với chị T, cho rằng hai người có tình cảm với nhau nên nghi phạm buông lời chửi bới. Trong quá trình tranh cãi, anh T cầm dao nhọn chỉ về phía đối phương nhưng được người dân ngăn cản, sau đó người này lái xe máy ra về. Nguyễn Đình Thắng sau đó lấy một con dao trong quán, rồi lên xe máy đuổi theo anh T. Khi đến đoạn đường gần cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương huyện Thanh Trì, cách quán ốc của chị T khoảng 1 km, anh T do đi vào giữa hai xe ô tô nên bị ngã. Nhân cơ hội, nghi phạm Thắng lái xe SH đi với tốc độ khoảng 60-70 km/h, tông thẳng vào người nạn nhân rồi bỏ lại phương tiện rời khỏi hiện trường. Anh T sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào ngày hôm sau. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ hung thủ gây án. Quá trình điều tra, người nhà của Nguyễn Đình Thắng đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 300 triệu đồng. Phía gia đình nạn nhân cũng không yêu cầu bồi thường thêm, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ và xử lý theo quy định. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trực tuyến đã gia tăng nhanh chóng. Nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi được các đối tượng giăng ra để nhắm vào người già, người có tuổi. Dù đã có những cảnh báo, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều người nhẹ dạ cả tin, sập bẫy và mất số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang điều tra xác minh vụ một cụ bà 68 tuổi, trú trên địa bàn bị đối tượng giả mạo cán bộ công an gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 15 tỷ đồng. Theo lời kể của nạn nhân, ngày 5 tháng 4, cụ bà nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Người này nói căn cước công dân của bà có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Nếu bà không chứng minh được mình không liên quan, thì vài ngày nữa sẽ bắt bà. Do lo sợ nên nạn nhân đã thực hiện 32 lần chuyển khoản, với tổng số tiền là 15 tỷ đồng cho đối tượng. Sau khi biết mình bị lừa, cụ bà mới trình báo cơ quan công an. Cặp vợ chồng 75 tuổi này ở quận Long Biên, Hà Nội đã may mắn thoát khỏi cạm bẫy lừa đảo của các đối tượng lừa đảo qua mạng. Theo nạn nhân, có một nhóm 3 người tự xưng cán bộ công an liên tục thay nhau gọi điện, gây áp lực. Những người này thông báo bà có một tài khoản ngân hàng đang bị nợ hơn 60 triệu đồng. Từ cuộc gọi này, các đối tượng tiếp tục thông báo ông bà và người nhà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Để chứng minh mình vô tội, các đối tượng gọi điện uy hiếp đôi vợ chồng già bắt chuyển khoản hơn 3 tỷ đồng và không được để cho người khác biết. Nó nói là đây là cái vụ nó liên quan đến cái buôn bán ma túy và liên quan đến cán bộ chủ chốt của quận Long Biên, công an Long Biên và một số ngân hàng, một số chuyên viên ngân hàng đấy, liên quan. Cho nên cái việc này tuyệt phải tuyệt đối bí mật, chứ không được để lộ ra là đi điều tra là khó khăn. Đấy, cho nên yêu cầu bọn tôi là phải tuyệt đối bí mật. Thế bác ra ngân hàng, bác chuyển tiền, hai cái sổ tiết kiệm đấy vào tài khoản của bác đi. Thì nó bảo tôi cũng nói là tôi chưa đến hạn anh ạ. Thì nó bảo là không cần đâu bác ơi, bác cứ chuyển vào tài khoản đi. Cái tiền lãi của bác sau này nhà nước sẽ bù. Quá tin tưởng vào lời các đối tượng lừa đảo, ông bà đã ra ngân hàng để làm thủ tục rút tiền. Tuy nhiên, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng để ngăn chặn. Tôi bảo bây giờ 11 giờ rồi, thôi bác cứ đi ngay đi, vì nhà gần, bác ra làm đi. Thì ra làm luôn đi, thì tôi định vị điện thoại của bác và bác đừng không tắt máy nhé, tôi không tắt máy của bác từ đây. Mà tôi để ý có như từ trong nhà ra đây là điện thoại vẫn sáng đèn, ra đến đây vẫn sáng đèn. Thì đến khi cái cô ngân hàng đây này, thì nói với tôi là bác ơi không cần OTP đâu, mà bọn chúng nó vẫn lấy tiền trong tài khoản của bác đấy. Thì lúc ấy tôi mới sợ. Theo các chuyên gia,
phương thức lừa đảo qua điện thoại đã quá cũ. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào người già, những người ít tiếp xúc với thông tin thời sự hàng ngày để lấy thông tin từ chính nạn nhân. Sau đó, chúng dùng những thông tin này để hù dọa, dẫn dụ nạn nhân vào bẫy. Các bác cũng sẽ ít có điều kiện để mà cập nhật những cái thông tin mới, những cái công nghệ thông tin, cũng như là có khi được nghe cảnh báo đấy nhưng mà lại không hiểu những cái ứng dụng đó là như thế nào. Cho nên khi đột nhiên lại có một cái cuộc điện thoại gọi đến và yêu cầu các bác phải thực hiện các cái bước theo làm theo cái lời chỉ dẫn của các cái đối tượng này, thì có lẽ là vừa cái tâm lý chủ quan, vừa cộng với cái việc là nắm bắt cái công nghệ không được tốt, cho nên là đã thực hiện các cái hoạt động theo cái yêu cầu của các đối tượng. Và chính vì điều này mà cái những người dân ở độ tuổi đó thì có thể thấy rằng là đã trở thành nạn nhân của các cái đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với một cái số lượng rất là lớn. Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là khi nhận được các cuộc gọi từ người lạ. Đặc biệt, cơ quan công an và cơ quan chức năng không bao giờ thực hiện hoạt động điều tra qua điện thoại, không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, dù liên tục được cảnh báo, nhiều người vẫn bị mắc lừa. Tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng trong năm 2023 là khoảng 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Đây thật sự là một con số đáng báo động. Và để hỗ trợ người dân có thể phát hiện, ứng phó với tội phạm, một phần mềm chống lừa đảo đã được Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nghiên cứu. Với 24 hình thức lừa đảo phổ biến được đưa ra, chắc chắn người dân sẽ có thêm công cụ để đối phó với tội phạm, bảo vệ an toàn cho bản thân mình. Và hãy cùng với phóng viên VTC14 để tìm hiểu cụ thể về phần mềm này. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, phần mềm đã được thiết kế để đối phó với 24 hình thức lừa đảo phổ biến, thông qua việc xác định và chặn các điểm nóng chủ chốt trong các giao dịch trực tuyến. Phần mềm sử dụng công nghệ tiên tiến để kiểm tra số điện thoại, địa chỉ website, số tài khoản, quét mã độc và kiểm tra mã QR, giúp người dùng tránh xa các mối nguy hiểm tiềm tàng trên không gian mạng. Các tính năng nổi bật của phần mềm bao gồm khả năng kiểm tra số điện thoại để ngăn chặn các cuộc gọi lừa đảo và spam, cảnh báo người dùng về các trang web độc hại hoặc giả mạo và cung cấp khả năng quét mã QR trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào. Đặc biệt, tính năng kiểm tra tài khoản giúp người dùng xác minh tính xác thực của số tài khoản ngân hàng trước khi thực hiện các giao dịch tiền tệ. Phần mềm thì được thiết kế rất là đơn giản và người sử dụng là có thể tra cứu rất nhanh các cái thông tin về số điện thoại, về tài khoản, đường link hay là những cái mã QR code hoặc là các cái app lừa đảo ở trên cái giao diện chính của phần mềm. Và khi mà chúng ta có được một cái thông tin mà nghi ngờ như là số tài khoản hay đường link hay là các cái mã QR code hay là các cái app mà chúng ta nhận được, thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta có thể vào chọn cái chức năng scan ở trong phần mềm. Và phần mềm sau đó thì sẽ trả lại kết quả là đây là có phải một cái đường link an toàn, một cái số tài khoản mà an toàn hay là một cái số tài khoản liên quan đến lừa đảo. Khi mà chúng ta nhận được những cái cảnh báo của phần mềm là đây là một cái số điện thoại hay là một số tài khoản hay là một cái đường link liên quan đến các cái vụ việc lừa đảo, thì chúng ta không nên thực hiện cái việc giao dịch tiếp theo. Cũng theo ông Sơn, phần mềm này được hỗ trợ bởi một cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục, kết nối trực tiếp với các nguồn thông tin từ Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước cũng như các tổ chức an ninh mạng khác. Sự hợp tác và chia sẻ thông tin này đảm bảo rằng phần mềm luôn được cập nhật với những dạng lừa đảo mới nhất, tăng cường hiệu quả trong việc phòng ngừa. Hệ thống phần mềm chống lừa đảo thì được thiết kế là có thể huy động sức mạnh của cộng đồng. Vì vậy sẽ có một cái nguồn dữ liệu thứ hai, đấy là nguồn dữ liệu đến từ những cái báo cáo của người dùng. Thì với cái nguồn dữ liệu báo cáo của người dùng này thì hệ thống sẽ có những cái sơ loại để phát hiện ra những cái bất thường. Và sau đó thì mới chuyển các cái số điện thoại cần xác minh này cho cái đội ngũ quản trị. Và lúc này thì đội ngũ quản trị sẽ xác minh lại bằng con người. Và như vậy thì nó sẽ hạn chế liên quan đến việc nhận nhầm. Và tất nhiên thì đối với một cái phần mềm và một cái hệ thống mà dựa trên cộng đồng thì sẽ có xác suất bị nhận nhầm. Tuy nhiên thì nếu như mà khi chúng ta phát hiện ra nhận nhầm thì chúng ta có thể báo cáo lại để các cái quản trị viên có thể bỏ những cái số điện thoại hay số tài khoản mà bị nhận nhầm ra. Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, phần mềm chống lừa đảo sẽ mở thử nghiệm diện hẹp phiên bản beta trong tháng 6 năm 2024 và chính thức đưa vào ra mắt vào tháng 7 năm 2024. Đây sẽ là một trong những công cụ mà người dân có thể sử dụng để đối phó từ sớm, từ xa với tội phạm lừa đảo qua mạng.